Trại bò giống Vinh Nguyễn ở Mang Thít, Vĩnh Long. Trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thít, Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay trại bò có gì, cái lô này 8 còn hết ý luôn. Vì bò bê gì kem nha, mẫu siêu mẫu độ nha. Hôm nay mùng 7 Tết. Cũng vẫn còn Tết nha, chúc cho cô chú anh chị mình năm mới được nhiều sức khỏe nha. Mà ngang phát tài, giá bò năm nay chắc cũng sẽ lên rồi. Quần kiếm mấy bữa nay kiếm vô phương có bò luôn rồi. Chắc chắn là phải lên thôi. Rồi cái lô 8 con bò này mình báo giá cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn, lô bò này là 20 triệu một con. Hàng siêu VIP nha. 8 con, 4 con 3B, 4 con kem. 20 triệu một con nha. Ôi con nào lấy cái lưng như tấm thớt. Còn dài nha. Đằng kia thiện cặp lỡ đó 50 triệu cặp lỡ bự. Rồi có 8 con quay cho cô chú chị xem từng con nha. Thích con nào mình mua con đó. Xương sóc to đoạn dài nha. Bò này là 3B kem. Có 2 con kem vàng còn nhiêu là 3B đen với 3B trắng. Xương rất là to nha. Lô này 8 con à, 2, 4, 6, 7 con chứ. 2, 4, 6, 7 con à. Siêu lực. Ô con này nó quá đẹp dưới cái chân này. Chết quá đây. Con trắng như là mồi lai. Cho mồi lai cái đầu này hết hồn rồi mồi lai nè. Bò gì rất là đẹp luôn. 20 triệu con, muốn bắt con nào bắt. Lưng như tấm thớt. Cái lưng. Mấy bò bê này xương to lắm nha. Xương như bò kem nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thành công nha. Năm nay giá bò là khởi sắc. 20 triệu một con. Cô chú chị có bò thịt thì alo cho trại bò Vinh Nguyễn Vĩnh Long nha. Mai bắt ở Kiên Giang.